Hiện nay là có nhiều chị em phụ nữ lên cái trang hẹn hò, trang đó là trang giả, trang của nước ngoài, trang của người Việt Nam mình bị bán qua Campuchia và bán cho người Trung Quốc. Người Trung Quốc kêu người Việt Nam mình ngồi trên máy tính để lên cái làm cái trang ngồi giả nhiều cái Facebook, là đưa hình ảnh trên mạng, hình ảnh ảo trên mạng, hình ảnh đẹp trai danh nhân này kia, rồi lừa đảo người Việt Nam mình lên trang họ muốn gặp thì phải quay vòng số, quay số và đóng tiền. Có người Việt kiều đóng 30.000 đô, bây giờ có cái cô này đóng hết gần 200 triệu. Cô khóc quá chừng nữa đắt, bây giờ cái hình ảnh trên mạng là hình ghép, bây giờ cô ghép hình này cho mấy bọn người coi để mọi người cảnh giác. Hiện nay là nhiều người đến báo hiệp sĩ Minh Hải rất là đau buồn, mọi người hãy cảnh giác. Mấy bà thùng sầu rồi cảnh giác dùm tôi, như mê trai chi mà mệt, muốn cái kết trói yêu thương thì đến hiệp sĩ Minh Hải, người thật thật kết miễn phí, không có tiền bạc hết, cái nói thương miễn phí. Có nhiều ông già đang cần vợ khiến vợ đó, chứ mấy cô cứ đến để liên lạc đã hiệp sĩ Minh Hải qua số điện thoại 0913630921. Bà con hãy chia sẻ, cảm ơn mọi người. Cái vụ nãy em mới vừa điện anh á, dạ, điện anh Lanh Hải nè. Dạ, thì nãy em mới điện cho anh đó, thì dạ, đó. Nãy em mới điện cho anh, lên nãy điện là người quản lý thì quản lý nhà máy, còn anh là anh Hải nè. Vậy hả? Em là vụ gì? Em nói anh Hải nghe. Để em nói cho anh Hải nghe, là em á, thì em hồi đó em có lên chương trình kết nối của Tiến Dĩ thì đâu có vụ tốn tiền đâu. Rồi em thì em ở một mình mà em tính kiếm một người đàng hoàng. Bây giờ chị họ tên gì? Em tên Đoàn Thị Mẫn. Rồi em mẵn rồi bây giờ chị nhờ tôi, chị sinh năm mấy? Em sinh 1969. Rồi mà má còn con gái không? Dạ. Má còn con gái không? Hết rồi, hết gái rồi. Mà mấy đứa? Ba đứa con mà giờ có chồng có vợ hết rồi. Rồi vậy là con hết hy vọng rồi. Bây giờ má nhờ con gì má nói đi. Là vô chương trình kết nối yêu thương, cái bên chương trình mới kết cho cái anh đó là anh Nguyễn Phúc ở thành phố á, làm kinh doanh. Gặp anh Phúc chưa? Nguyễn Phúc không gặp mặt. Cho mình kết nối mà nó không cho mình gặp mặt. Kết nối đó. Gì vậy? Rồi kết nối rồi sao nó lừa hết vô tiền rồi. Nó rồi kết nối rồi xong cái nó nói là kết nối để trong vòng 15 ngày tìm hiểu. Hiểu rồi, thì tìm hiểu rồi. 5, 6 tìm ngày hiểu gì đó. Nè, má tìm hiểu má thấy nói chuyện gặp mặt nó gì không? Không cho số điện thoại đâu. Ồ, nói chuyện gặp mặt không? Nhắn tin không à, nhắn tin qua lại không à. Qua lại sao mà khôn vậy? Sao má khôn rồi. Vậy? Rồi má, á. Má làm mấy tuổi rồi má khôn vậy? Ủa rồi sao nữa? Rồi cái nó kêu quá là vòng quay đó là túng thưởng để hai người kết nối là nó mới cho số điện thoại được đi du lịch trong nước. Rồi cái bắt đầu nó kêu mới đầu mà vòng 1 triệu thì nó thối lại mình cho mình là 300, là được 1.3 triệu, ấy 1.3 triệu. 1.3 triệu là vòng thứ hai là 1 triệu, thành được 1.3 triệu. Rồi vòng thứ ba nữa nó kêu là 20 triệu. Rồi sao nữa? Vòng thứ ba là nó kêu đóng hết là bây giờ nói chung là đại khái là bây giờ dính vô nó là 20 với một lần 6, gần 6-7, 2 lần 6-7 đi, với 1 lần 20. Rồi thì bây giờ nó kêu mình cách chuyển tiền sao mình vẫn chuyển giống vậy mà lại nó nói là mình kích hoạt không đúng, chuyển hết rồi. Chuyển hết 2 lần nhiều tiền khôn rồi. Chuyển hết 2 lần rồi mà nó lại nó nói mình chuyển không đúng. Nó nói chuyện vậy và nó kêu kích hoạt nó lại lần nữa đi rồi nó sẽ hướng dẫn mình. Nó ủa sao bên tụi em hướng dẫn bên đây vẫn làm đúng vậy mà tụi em vẫn cho sai, rồi sai tới bao giờ mới đúng. Rồi cái nó nói giờ cứ kết bỏ tiền vô ráng chạy tiền đi kết nối kết lại đi rồi nó cho hai người gặp mặt. Rồi gặp mặt là tốn tiền rồi bán nhà đi kết nữa. Sao bà không chưa ạ? Rồi không có kết nữa, nhưng mà nói là bây giờ năn nỉ nó thôi, bây giờ chương trình nó bây giờ lỡ rồi, thôi bây giờ cho bên đây lấy lại được số tiền được 50% thôi. Còn 50% á. Qua Campuchia lấy. Còn 50% á thì thôi cái đó để làm từ thiện cho quỹ người nghèo đi. Rồi miễn cho kết nối lại được với anh Phúc thôi. Anh Phúc nào đó? Thì không, nè chúc không cho gặp bà mặt cái anh Phúc đó, nhưng mà anh Phúc đó vẫn nhớ. Tôi cho bà cái clip này luôn. Anh Phúc cũng bị anh Phúc lừa rồi, cái bà Việt Kiều bà bị ông Phúc lừa 30.000 đô rồi. Cũng anh Phúc luôn à.
đưa hình cầm 73 của anh Phúc. Bà không biết cái hình nó giống không đâu, anh có cái hình anh Phúc đó không? Có để tôi đưa bà coi. Bên đây em có cái hình rồi em mới tưởng là bây giờ đi lên tên anh Phúc này nè, anh Phúc của anh á. Là đưa cái hình đó lên, tại vì anh Phúc đó thì ảnh cũng nói là ảnh giá là anh cũng phải tìm về để anh tìm cách bây giờ anh ổng chửi, cũng chửi bên chương trình đó tại sao mà làm vậy. Rồi để anh tìm về Gò Công em anh tìm em. Là một nè, chương trình gì là nó ngồi trên máy kính nó đưa hình cầm 73 trên mạng, đưa hình anh Phúc cầm 73 đưa đăng lên cầm 73 là bị là chị có nói chị nghe chuyện đừng ngảo trên mạng. Chị muốn kết yêu thương lên đội hiệp sĩ Quỳnh Hải. Cho chị cái đối thương mà không có tiền, ha, không có một đồng bạc nên là miễn phí. Còn chị lên cái trang cái đối thương là nó lừa đảo chị ha. Cái đối thương cái đó là ở nước ngoài. Ha. Người Việt Nam mình bị bán qua Campuchia. Bán cho bọn Trung Quốc, nó ngồi trên mạng á, nó kêu người Nam mình ngồi cho máy tính đi lừa đảo người Việt Nam mình, một mình nó làm mấy nhiều cái Facebook, nhiều cái app, thấy không? Nhiều cái Zalo để nó dụ mình, để nó lấy tiền người, lấy tiền Việt Nam mình. Chị hiểu chưa anh Phúc? Phúc gì? Bà bà chị kêu anh Phúc luôn. Rồi, ý là em nói anh Hải nghe. Thì em nghĩ bây giờ lỡ rồi em mất cái đằng này em cũng mất đi. Em chấp nhận, nhưng mà bây giờ ý là em muốn là đi lên tới anh á, rồi em đưa cái hình của anh Phúc này lên để coi nay mai coi ảnh có em tối nay nè, ảnh có nhắn tin cho em thì em nói anh cứ thêm anh đi, anh muốn gì anh đi qua đội hiệp sĩ của anh Thanh Hải đi là anh gặp em. Anh Phúc mà qua gặp má đó, con cho má 500 triệu. Con nói được có làm được. Thì ý là nói là cũng bây giờ biết là mình để mình đăng lên trong vòng bao nhiêu ngày đó, đó coi người này có lú đầu ra không, lú đầu ra là đưa là kể như là bỏ luôn rồi đó. Hình ảnh trên Facebook, Zalo, trên mạng xã hội là tính chất minh họa. Cái gì ở trên mạng xã hội là lừa đảo, mình phải gặp người thật, việc thật. Mình ngủ cà phê ngồi người đối diện trước mặt mình cũng bị lừa đó, chứ cần mà người trên mạng, hiểu không? Bữa hôm bà Việt Kiều kia bả ở New York, bà cũng bị lừa, cũng anh Phúc kinh doanh ở Sài Gòn, kinh doanh ở quận Tân Bình, Bình Tân gì á, kinh doanh vật liệu xây dựng, nó trang trí nội thất này kia phải không? Phải gì không? Phải Phúc đâu? Bây giờ để lát gửi cái hình qua cho anh Hải coi cái phải không, đúng anh Hải giúp giùm anh Hải. Tôi hiểu ông Phúc đó rồi. Phúc rồi, ý là em nói á là bây giờ em nhờ cái nhóm của tên thành phố đăng lên, tại vì cái anh Phúc ảnh cứ nói là má ra nhiêu tiền rồi. Ảnh cứ nói là ảnh sẽ tìm về, ảnh sẽ tìm, nhưng mà thử đưa lên đó thử coi trong vòng bao nhiêu ngày đó không đe, không có tìm về là đúng là bây bị lừa rồi, chấp nhận bỏ. Bây giờ anh Phúc mà gặp được má đó, con cho má 500 triệu, con nói được, con làm được. Ha, bây giờ má gặp, thì cũng... gặp anh Phúc này, anh má điện thoại với anh Phúc mà gặp như con gì không, nói chuyện như con gặp hành gì không? Cái gì nhắn tin mấy má ảo quá mấy má ơi. Má lên thì con kết bạn cho má ông già 80 tuổi, 75 tuổi, 60 tuổi, má muốn bà ông nào, 55 tuổi, 50 tuổi, 40 tuổi, má muốn được ông nào. Má muốn nào con làm mai cho. Được không? Thôi giờ không ấy nữa, không có lại. Lên kết nối yêu thương, lên kết nối yêu thương là cho má lựa luôn. Má lựa mấy ông đó là giàu có, đại gia, ông Việt Kiều, con Việt Kiều 70 tuổi má chịu không? Việt Kiều Mỹ 70 tuổi. Được không? Má lên đây con giới thiệu cho. Được không? Ông kiểu 70 tuổi. Để chút con đưa cái hình này nè. Ông kiểu kêu ổng lên liền. Vì kiểu Mỹ 70 tuổi, được không? Ông súng đạn còn ngon lắm. Má chịu không? Súng đạn không có cần, không có cần vụ súng đạn đó. Miễn cần cái người đi ở. Cái người không có cần cái vụ đó, nói chung nó lứa tuổi này cũng không có ham muốn gì cái chuyện đó. Vâng, chứ gì. Chỉ muốn là cũng như có một người hữu hỷ tại nhà cửa, không có ai á, là một mình đi ra đi vô. Ông kia được nhà, ông có ở như anh Sài Gòn, ông Sài Gòn. Ông ở quê ở Sài Gòn. Ông ở về Mỹ, ông Việt nè, ông về Sài Gòn ở rồi. Ông ở Cali, miền Bắc Cali, ông về đây nè, ông giờ ông kiếm một người vợ trẻ đẹp như má gì nè. Trẻ đẹp như má gì nè. Được không? Thì kết lên kết nối thương cho. Con cho địa chỉ má lên ha, để con bây giờ con quay đang nói chuyện má là con phải quay lên. Con đưa lên con đồng mạng cảnh giác. Rồi má đưa cái hình là có ông Phúc đó qua đi rồi cảnh giác rồi để cho mọi người không bị bắt lừa như má nữa. Hay được không má? Được không? Cho... Thôi bây giờ Phan hả quay lên đi để con rồi nó nghe nó. Không không cần kệ, phải đưa để lên cảnh giác thôi. Đưa lên đi để nay mai đi lên trển này rồi ấy. Đưa lên.
Bây giờ Thôi đưa lên để mấy cái đứa con nó nghe được nó tự không giận không nó không được chết không rồi chú không được tự giận Hải ơi. không tự giận đâu Tại con giờ nó đang có bầu có bì nữa. không không có Đứa bầu gái nó rồi có bầu có bì tội nghiệp nó nghe qua được nó chết luôn qua á. đừng đừng má thấy là má bị lừa hết nhiêu Thì nói chung cũng trăm mấy đó mà nói con nó nghe nó tự giận chú Hải thôi ơi. thôi thôi tự Chú đừng thương. tự đừng Thôi tự chú thương tôi đi, đừng có đăng lên. thôi đừng phải phải đưa đưa lên để kim Thôi để chú đi cái đừng kiếm đưa lên đi, để nay để mai kiếm tôi phúc lên này tòa thôi án đi. thôi để kiếm phúc này để kiếm kiếm phúc này bây giờ kiếm đưa hình cho con liền con ghép phúc này hình phúc Rồi này bây giờ vô để đưa hình cho đưa hình coi cho ghép phúc phải này đúng vô không nha. đưa hình Rồi ghép rồi. phúc này vô ghép phúc này vô đừng có đưa được ghép một phúc này Rồi. lên ghép phúc lên thì kỳ mỏng đô Rồi ghép rồi cái hình rồi. đó luôn ghép ông đó Rồi. lên kỳ mỏng đô ghép hình ông phúc lên luôn ghép ông luôn được rồi hen ghép ông mới Rồi. bắt mới kỳ mỏng được nếu mà kỳ được con thưởng cho má luôn hen và bá đưa hình con ghép hoàn hạnh phúc vô luôn Rồi rồi. rồi 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 phải phải đang tìm tìm phúc chứ gì vừa gì đó ông phúc cũng lừa hết người rồi ha ông phúc lừa hết Rồi người người 30.000 đô giờ phải làm nhiều người bị lừa đâu lắm coi đâu đưa đưa cái hình lên trước mắt đưa hình lên coi coi phải ổng không hả à, rồi ghép rồi 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 nè rồi mà rồi rồi má đưa lên má đưa cho con đi rồi rồi